Xin chào tất cả các em. Hôm nay, tuyển sinh 247 sẽ hướng dẫn thí sinh đăng ký ca thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2023. Thí sinh lưu ý kiểm tra chính xác thông tin khai báo trước khi chọn ca thi. Thông tin không thể chỉnh sửa sau khi chọn ca thi. Thí sinh cố tình khai báo sai sẽ không được dự thi. 3 bước đăng ký ca thi đánh giá năng lực Hà Nội. Bước 1, đăng nhập tài khoản. Bước 2, đăng ký ca thi. Bước 3, nộp lệ phí. Sau đây, tuyển sinh 247 sẽ hướng dẫn chi tiết từng bước cho thí sinh. Video được thực hiện bởi tuyển sinh 247 nhằm hỗ trợ các em đăng ký thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh để có lộ trình ôn thi đánh giá năng lực và đánh giá tư duy hiệu quả nhất của tất cả các trường. Các em truy cập trang web on.tuyensinh247.com để xem chi tiết nhé. Trước tiên, thí sinh đăng nhập tài khoản đã tạo tại địa chỉ web khảo thí.vnu.edu.vn, kéo xuống cuối trang và ấn chọn tiếp theo. Trước khi tiến hành đăng ký ca thi, thí sinh cần đọc kỹ các lưu ý. Hệ thống chỉ hiển thị những đợt thi đang mở tại thời điểm đăng ký. Một số đợt thi hiển thị trên màn hình nhưng ở trạng thái sắp mở. Thí sinh chỉ đăng ký được những ca thi còn trống. Lần lượt chọn kỳ thi, đợt thi, địa điểm thi, ca thi. Thí sinh được chọn 2 ca thi trên 1 năm. Thời gian giữa 2 ca thi cách nhau tối thiểu 28 ngày. Các ca thi đã đủ số lượng thí sinh đăng ký sẽ thông báo hết chỗ. Sau khi chọn ca thi, thí sinh ấn đăng ký và xác nhận để nộp lệ phí. Lưu ý, thí sinh phải nộp lệ phí trong 96 giờ. Ca thi sẽ tự động hủy nếu không nộp lệ phí đúng hạn. Thí sinh có thể chọn đăng ký thêm ca thi khác hoặc thanh toán ca thi đã chọn. Để chuyển sang bước nộp lệ phí, thí sinh ấn thanh toán. Tại bước này, thí sinh có thể hủy ca thi đã chọn trước khi nộp lệ phí. Sau khi chọn thanh toán, màn hình hiện ra 3 phương thức thanh toán. Tuyển sinh 247 chọn thanh toán qua app Viettel Money như sau. Thí sinh vào app Viettel Money. Nếu thí sinh chưa có app thì tiến hành tải app. Sau khi vào, thí sinh chọn xem tất cả rồi tìm kiếm trung tâm khảo thí. Thí sinh nhập số căn cước công dân của mình và nhấn kiểm tra. Nếu đã chính xác thông tin, thí sinh tiến hành thanh toán và xác nhận. Sau khi hoàn thành việc nộp phí, thí sinh nhận được email thông báo xác nhận tình trạng thanh toán phí đăng ký dự thi trong 24 giờ. Hãy kiểm tra hộp thư hoặc thư giác hộp thư của bạn. Hệ thống chuyển trạng thái đã thanh toán ca thi. Sau 24 giờ nộp lệ phí thành công, nhưng hệ thống chưa cập nhật trạng thái đã thanh toán, hãy liên hệ với trung tâm khảo thí qua hòm thư khảo thí@vnu.edu.vn kèm theo chứng minh giao dịch nộp lệ phí thành công và số căn cước công dân của thí sinh. Số báo danh, phòng thi, ca thi sẽ được cập nhật tối thiểu trước 5 đến 7 ngày thi chính thức. Hệ thống tự động gửi email thông báo cho thí sinh cập nhật trong 5 đến 7 ngày thi. Trường hợp thay đổi về ca thi sẽ thông báo qua email. Chúc các em đăng ký ca thi thành công! Thank you.